quảng trường, nơi mà có quán cà phê hình bông Atiso rất là đẹp. Ở phía bên trên kia thì có hình một bông hướng dương. View nhìn xuống bên dưới, ở bên dưới thì rất là nhiều nhà kính, người ta thắp đèn lên. Đây là những nhà người ta trồng dâu thứ. Ở phía bên dưới của quán cà phê này thì có cái view rất là lãng mạn, nằm đấy trùm mền thưởng thức cái không khí của Đà Lạt. Xin chào quý anh chị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng đi dạo một vòng quanh thành phố Đà Lạt và đi qua một vài nơi. Buổi tối ở Đà Lạt thì không khí rất là lạnh, và di chuyển ở trên những con đường tại thành phố thì cũng đỡ đi một tí, đỡ lạnh đi một tí. Đây là phía trung tâm của thành phố Đà Lạt, và ngay kế bên chính là Hồ Xuân Hương. Và chúng ta di chuyển lên phía trên này thì đi qua quảng trường, nơi mà có quán cà phê hình bông Atiso rất là đẹp. Ở phía bên trên kia thì có hình một bông hướng dương. Tại quảng trường Đà Lạt này không khí lạnh khá là hấp dẫn. Thời tiết tại thời điểm này khá là tuyệt vời để chúng ta lên trên này du lịch. Sắp tới thì cũng sẽ có festival hoa Đà Lạt, nên là thời điểm này du khách lên trên này du lịch cũng rất là nhiều. Nhưng mà chính trong cái thời điểm này mới là thời điểm mà tốt nhất. Nhưng chúng ta đi trễ hơn một chút, một thời gian nữa thì không khí nó cũng sẽ rất là lạnh. Bây giờ có thể chúng ta sẽ đi ra khỏi thành phố một tí, đi lên trên vùng cao hơn một chút xíu nữa. Và khi mà đi lên trên này thì chắc chắn là sẽ lạnh hơn rất là nhiều so với tại trung tâm thành phố. Sẽ đi lên trên phía trên cao, và đây là một quán cà phê nằm ở phía bên trên
chúng ta sẽ nhìn xuống bên dưới thì sẽ chính là trung tâm của Đà Lạt. Quán cà phê này rất là đẹp, và có thể nói là cái không khí ở đây rất là lạnh, vô cùng là lạnh. Quán cà phê này có một cái view nhìn xuống thung lũng phía trung tâm thành phố, rất là đẹp và lãng mạn. Trang trí rất là nhiều hoa, và khi mà tới đây thì chúng ta sẽ order lấy một đồ uống trà nóng chẳng hạn để thưởng thức trong một cái không khí lạnh vùng trên cao của Đà Lạt như thế này. View nhìn xuống bên dưới, thì bên dưới thì rất là nhiều nhà kính, người ta thắp đèn lên. Đấy là những nhà người ta trồng dâu thứ. Ở phía bên dưới của quán cà phê này thì có cái view rất là lãng mạn, nằm đấy chùm mền thưởng thức cái không khí Đà Lạt. Phía bên trên này rất là nhiều quán cà phê rất là đẹp. Chúng ta đang ở trên một cái vùng rất là cao. Tới đây em xin phép được tạm dừng clip tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.